Rồi ok, quay gần thôi anh, quay gần thôi. Rồi chào cả nhà, đây gấp đôi để làm gì? Đây là chiếc lo nhỏ gọn mà làm mưa làm gió đánh ăn luôn cả lo 4 tấc đôi, lo bình, lo 5 tấc hay là lo điện. Đó, thì đây là con V-15 A Plus mình mới vừa lên cho mọi người quay gần thôi. Cái cấu hình là 12 triệu nha anh em. Gấp đôi để làm gì? Và theo mình đây là chiếc lo kéo 4 tấc công suất lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Công suất lớn nhất hiện nay của lo 4 tấc. Ba đời nhà em Sơn mới thấy được con lo nào nhỏ gọn công suất mạnh đến vậy luôn nha mọi người. Đây nó vui. Thì đối với mình có thể là đây con lo mạnh nhất đó đối với mình. Nhưng mà khuyến khích anh em nên đến cửa hàng mình trải nghiệm thực tế ở bên ngoài. Vì thứ nhất á, khi mà nghe lo khác mình tưởng là cái lo khác đó của mình. Mình lầm tưởng nó rất là khủng, giống như là mình em Sơn khi mà em ngưng con Alert này rồi, ngưng nhạc ha, thì em Sơn test qua con lo 5 tấc hay là 4 tấc đôi hay là cái dàn lo điện khác á, mà tầm mười mấy triệu, mười mấy củ đổ về á, thì mình test mình tưởng nó rất là khủng. Nhưng mà mình mở cạnh con Alert này á, thì nó bị nhỏ bé ngay khi mà đứng cạnh con Alert này. Gọi là nó nhỏ gọn nhưng mà công suất nó rất là kinh khủng anh em. Và cái thứ hai là với kinh nghiệm bán hàng chục ngàn con lo của rất là nhiều hãng khác nhau, nên mình khá là ngạc nhiên về chất âm của con lo này đó. Và cái tiếp là anh em có lo nào khủng hơn hay là hay hơn thì mình có thể chia sẻ, mình kết bạn Zalo qua các số Zalo của mình 0915486462, thì biết đâu có cơ duyên nào anh em mình sẽ hợp tác với nhau nha. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ mở thử một số âm thanh, đoạn âm thanh, và sau đó mình sẽ so sánh với một số con lo có thể là lo điện cho mọi người nha. Thường là người Việt Nam mình hay bị vẽ cái bề ngoài của cái lo đó, làm vẽ bề ngoài hầm hố đó, làm qua mắt. Và thường là Việt Nam mình hay nói vui một câu là Việt Nam ham to á đó. Mà to để làm gì, gấp đôi để làm gì, nhỏ gọn nhưng mà làm chùm lời cũng ok nha anh em. Ok, giờ là lên nhạc cho anh em nè. Đây mình nhìn Mỹ quay gần, mình sẽ giới thiệu nhanh về các ý nghĩa của các nút trên đây cho mọi người nha. Thì đây là cái công tắc nguồn của chúng ta. Thì đây là bật lên, nó vẫn hỗ trợ cắm điện trực tiếp giống như điện thoại thôi anh em đó, nhưng mà tuy nhiên mình hạn chế lạm dụng. Thì lo này là cấu hình em Sơn đang lên cho mọi người là hai chip 350, một loa chung và một loa bass từ 1975. Nhưng mà bass 1975 là chưa phải là loại cao cấp nhất nha. 1975 thì mình cũng là cái bass đó, mình có 2 đến 3 loại lận. Thì đây là cái cấu hình 12 triệu cho anh em nha. Bình này là bình đang chạy bình 14, anh em muốn chạy bình 20 cũng được, đó thêm xíu tiền. Rồi, thùng gỗ 4 tấc. Rồi, ở đây là chủ yếu là cái bo mạch. Bo mạch này là trên thị trường chúng ta có 3 loại, Sơn thấy theo Sơn biết có 3 loại nhưng mà không biết còn loại nào nữa hay không. Thì đây là cái loại mà mình đặt riêng bên hãng thiết kế cho mình cái bo mạch, công suất rất là khủng luôn nha anh em. Bo mạch này nó có thể đánh được lo 5 tấc đôi nha mọi người. Đó. Vẫn còn dư. Rồi đây chúng ta có hai cái nút bự nè, volume của mid, volume của nhạc. Ở đây là mid chép. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái công thức chỉnh hay anh. Công thức chỉnh hay còn. Đây mình sẽ chỉ cho mọi người công thức chỉnh hay nha. Đây là mic chép nè, cái độ sáng của mic chung là nó hỗ trợ cái giọng to hay rõ, tức là cái giọng hát của mình nha mọi người, có chữ mic á. Rồi mic bass là độ ấm của mic, rồi echo là tiếng vang. Repeat là hiệu ứng vang, giống như trong phòng nó cũng na ná giống như reverb vậy đó. Hiệu ứng vang dành cho ca sĩ. Delay là cái độ vang hay chậm, hay người ta gọi là độ nhảy. Nó vang nhanh hay là vang chậm, cái độ lặp lại của tiếng echo nhanh hay là chậm á, là do cái delay quyết định. Đây là guitar von. Rồi ba nút này là chép chung bass của nhạc nha mọi người. Và cái cách chỉnh để cho hay nhất á, là vừa rồi mình mới phân tích một số ý nghĩa cái nút này ha. Rồi ngoài ra chúng ta có cái nút mo này. Mọi người để coi. Bấm giữ cái nút mo là chúng ta sẽ gọi là tách lời bài hát nha mọi người. Bấm giữ nút mo khi mọi người một mở một bài nhạc. Em Sơn ví dụ nha. Hãy trao cho anh remix. Ok. Mở nhỏ trước hai mọi người chút là lên nhạc sau. Nè, bấm giữ nút mo, nó sẽ biến thành một cái beat karaoke cho mọi người nha. Đã, nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút say men mang quên hết con đường về. Đấy, bấm giữ nút mo cái nữa là nó trở về bình thường nha. Rồi ok. Và đặc biệt cái đây chúng ta có các phím, mọi người nghĩ là cái phím USB đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta bấm một cái nó sẽ là ngưng bài đúng không? Nhưng mà chúng ta bấm giữ nó sẽ đá vào Bluetooth ra nè.
Cái này rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cái chức năng này mình thích nhất con trên con loa này, là một trong những chức năng mình thích nhất là con chức năng này nha mọi người. Đỡ phải mình đi tìm cái điện thoại thiết bị nào trong nhà đang kết nối, hay là đỡ phải nhờ người thân trong gia đình phải thoát Bluetooth mình mới kết nối. Mình chỉ cần đơn giản mình bấm cái này đá Bluetooth ra là được, ok nha. Rất là nhanh gọn lẹ, rất là đơn giản luôn. Ai cũng làm được hết. Bấm giữ nút này đá vào Bluetooth, nút power nè mọi người, biểu tượng nè. Rồi đây là chức năng ưu tiên mic hát mà nó bị ngưng nhạc là do cái này nè. Chức năng này dành cho MC nha. Và chức năng rất là nhiều chế độ equalizer, nó có chế độ nghe nhạc sub siêu trầm, mô phỏng được tiếng sub hay là tiếng bass, hay là nghe nhạc nhiều chép, các thể loại nhạc, nhạc xa, nhạc bóp vân vân vân, rất là nhiều thể loại nhạc. Và đặc biệt là một chức năng nữa mình cực kỳ thích nữa là chức năng TWS kết nối được hai loa không dây. Thì chức năng này mình đã có video rồi, mọi người cứ xem ở trên cái phần cuối màn hình á, cuối màn hình mình sẽ để. Và đây là 8 chế độ hiển thị màn hình. Và đặc biệt mình cực kỳ thích một chỗ nữa, nếu mà mọi người đi ra không gian như vậy không có sạc dự phòng, lấy mà điện thoại vô tình hết pin, mình sẽ làm như thế nào? Đơn giản, chuẩn bị, ai cũng có, đương nhiên ai cũng sẽ có dây sạc rồi đó, chuẩn bị cho mình một cái dây sạc cắm vô đây, cắm vào điện thoại, nó có thể sạc cho điện thoại mình luôn, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt nếu mà mọi người chơi cái bình 14 này, nó chơi trung bình tầm khoảng 4 đến 6 tiếng, 4 đến 5 tiếng cho mọi người. Nếu mà mọi người là mở lớn quá thẳng khoảng hơn 3 tiếng thôi. Nếu còn mọi người chơi cái bình 20 á, là mở liên tục, mở lớn khoảng 60-70% được khoảng 6 đến 8 tiếng nha mọi người. Đó thì nên mọi người có thể lấy cái dây sạc mình theo, cắm sạc điện thoại được luôn, chơi từ sáng tới chiều luôn, thoải mái luôn nha mọi người. Và đây là cổng kết nối ra loa, hai ngõ micro có dây, hai ngõ guitar. Rồi cái chỗ này là chỗ kẹp bình rồi. Nếu mà anh chị muốn chơi thêm nữa, mang theo một cái bình, lấy cái dây điện á, kẹp hai đầu dây điện dặn hai góc này nè, kẹp hai đầu dây điện vô. Lấy cái chìa khóa mình có thể dặn hai góc này, kẹp hai đầu dây điện vô được luôn nha mọi người. Đây là có cực dương cực âm nè. Rồi đây là chỗ cắm sạc. Thì nãy giờ em Sơn đã phân tích hết các chức năng của con loa này cho mọi người rồi. Rồi đây là cái chỗ, hai chỗ cầm nắm và hai cái chỗ cắm micro ở bên trên. Rồi. Loa này là một bass là 4 đường tiếng nha mọi người, 4 đường tiếng. Bây giờ ok, bây giờ mình lên nhạc một đoạn cho mọi người nha. Ok. Chắc em Sơn sẽ kéo một đoạn nhờ anh Mỹ đi theo. Và anh Mỹ di chuyển qua đây nè anh Mỹ. Chắc nhờ anh Mỹ rút mic thu âm đi, rút mic thu âm á. DJ Dino. Đây anh. Rút mic đi, rút mic đi. Come to Alibaba.com for sports and entertainment. Đúng mọi người, đây là đâu mọi người comment, đúng là mua loa là mình sẽ có tặng một phần quà 500 ngàn cho mọi người luôn. Trời
xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thật, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã biết có Jam Battle Mix activated. Mix activated. Màu kia thì
chỉnh lớn nhỏ nè. Mọi người để số 6 nha. Số 1 tới số 7. Lúc này nút set. Mình sẽ mình có làm những video hướng dẫn set tần số riêng cho mọi người rồi. Mic chép ha, nó có số nè, mọi người chỉnh tới số 5, ok, 5, 6 cũng được. Còn cái mic chung, cái nút thứ hai ha, chỉnh tới số 10 đó. Cái nút thứ ba mic bass á, mọi người để giùm em số 5, số 5 hoặc là số 4 nó cũng được. Ai giọng mà bass nhiều quá giống như em nè, giọng bass nhiều nó nên giảm này lại, nó không thôi nó sẽ bị ghê ồ á. Và kế tiếp là echo, mình để số tầm số 6 cũng được. Mic bass nãy 1, 2, 3, bass số 5, ok, bass số 5 hoặc là số 4 ha. Rồi kế tiếp là echo, mình để số 6 hoặc là số 7 nha, tùy vào giọng người yếu. Thì thường là em chỉnh cái này là để mình hát cho mọi người hát chơi không gian nó vừa phải. Rồi kế tiếp là repeat, chúng ta để lên số 10 nha. Rồi kế tiếp nữa là số 6 nè. Rồi kế tiếp là reverb, reverb nữa anh chị để số 10 giùm em cho nó. Đây là hiệu ứng vang giống như ca sĩ nè, trong phòng thu á. Kế tiếp là guitar thì mọi người có thể tắt hoặc là mọi người để ở giữa cũng được, nó sao cũng được. Rồi ba cái nút kế tiếp là mọi người trung bình để tầm khoảng số 10 đi đó, số 10 gì cũng được nè, ok ha. Đó, ok. Rồi bây giờ nhờ anh Mỹ hát giùm một đoạn. Hát ngắn ngắn được rồi.
video mình quay chân thực, không có cắt ghép nha anh em. Mình để nguyên đăng luôn, không có cắt ghép hay là chỉnh âm thanh, để chân thực nhất cho anh em. Đây anh em thấy cái sự kiện không? Đấy, con lo này anh Mỹ đem ra để chơi cái sự kiện này nè. Mà sự kiện này là phải 4 con lo, 3 con lo này, 4 con lo này. Sức mạnh con lo này khủng khiếp lắm anh em. Nếu mà anh em mình quay qua video anh em không tin đâu. Anh em hãy đến thực tế tại cửa hàng mình trải nghiệm. Đời người con gái này mới 20, sao em không cười? Hay do tuyết rơi, lòng buồn vì anh đau xót chưa vơi. Đôi môi không lời, yêu thương không dài. Bây chúng ta hạnh hẹn lướt bên nhau em nhớ mà. Đời trong đôi hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Tôi nhớ chúng ta đành đành lướt qua nhau như phim đàn đời. Người ôm giấc mơ đầy nhung nhớ mẹ. Đàn cô hứa chẳng được gì, cũng cùng vì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi. Trong tim em còn lo xa đúng không? Đừng khóc em mà, bay mê lên mà. Ta là ta xa nhau, chưa yêu nhau dài lâu. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Mọi người có nhu cầu liên hệ vào cái số hotline 0915486462 hoặc 0962809867. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. View hàng ngàn tỷ đô luôn anh em ơi. Đó mọi người ở đâu nha.